Xin chào các chú, anh chị và các bạn. Hiện tại thì mình đang đi trên cầu Ông Lãnh. Trước mặt mình là tòa nhà IFC One Tower Sài Gòn đang được khởi công và trùng tu lại bởi một cái nhà thầu mới. Thì hôm nay mình cũng sẽ đi một đoạn đường đại lộ Đông Tây, đi về hướng tòa nhà IFC, quay một vài hình ảnh. Hiện tại thì mình đang đứng ở cầu ống. Phía trước mặt mình là tòa nhà Vitexco và tòa nhà IFC Sài Gòn One Tower đang được thay một cái lớp áo mới, và những cái lớp kính cũ đã được thay hết rồi mọi người ơi. Bây giờ đang thay bằng, sẽ được lắp bằng những cái lớp kính mới, cũng như là tiếp tục để hoàn thiện tòa nhà sau rất là nhiều năm ngủ quên. Bây giờ đã một con rồng đã thức giấc. Phía bên đây là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và con đường mình đang đứng là con đường dẫn của đại lộ Đông Tây, cũng con đường mới mở. Thì con đường này mở ra thì mình sẽ đi qua phía công viên Bạch Đằng, đường Tôn Đức Thắng, nó sẽ dễ dàng hơn. Sẽ đi về đường Tôn Đức Thắng để cập nhật một số hình ảnh về tòa nhà IFC để chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn luôn. Mình quẹo trái là sẽ về đường Lê Lợi và đi thẳng là về đường Tôn Đức Thắng. Bên đây là bên tay phải mình là cầu Móng, cây cầu lâu đời bắc qua dòng kênh kênh Nhiêu Lộc, không phải kênh cầu Móng là bắc qua kênh Bến Nghé, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, và đây là tòa nhà IFC One Tower. Đó, cận cảnh cho cô chú anh chị và các bạn xem công trình. Mình là cầu Khánh Hội. Ở bên công viên bến Bạch Đằng này, mọi người tham quan thì có một cái bất tiện là chưa có chỗ gửi xe, nên là mọi người cũng hy vọng là khi mà cái tòa nhà One Tower này được khánh thành rồi đó, thì sẽ có cái hầm để gửi xe nó rộng rãi, để cho mọi người đi đến, bà con đi đến tham quan công viên bến Bạch Đằng, phố đi bộ Nguyễn Huệ có chỗ gửi xe thuận tiện hơn. Còn hiện tại thì bãi gửi xe ở công viên bến Bạch Đằng thì chỉ cho gửi xe cho du khách nào mà đi cái tuyến xe bus sông, dọc sông Sài Gòn thì mới được gửi xe thôi. Còn lại là những du khách mà chỉ đến thăm công viên bến Bạch Đằng hay là đi dạo chơi trung tâm Sài Gòn thì người ta không có nhận gửi xe. Và đến đây thì cũng thiếu nhà vệ sinh công cộng nữa.
phía trước mặt mình là cây cầu Thủ Thiêm 2, biểu tượng mới của thành phố Sài Gòn. Công mình sẽ đi đến cái công trường Mê Linh, là mình sẽ vòng ngược lại để lên cầu Khánh Hội. Lên cầu Khánh Hội và mình sẽ quay từ cái hướng cầu Khánh Hội để mọi người có thể hình dung được cái tòa nhà IFC. Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Ở đây công trường Mê Linh, vòng lại để mình có thể vòng lại đường cầu Khánh Hội. Xích lô, lâu lắm rồi mới thấy xích lô này. Chở những du khách nước ngoài đi dạo chơi Sài Gòn. Ở Campuchia thì có xe gì túc túc, Việt Nam mình thì có xe xích lô. Khách sạn Liberty Verasia Riverside Hotel Sài Gòn, Majestic Hotel Sài Gòn. Đi lên cầu Khánh Hội để mình vòng ngược lại, chứ mình không có đi ngoài quận 4. Mình sẽ kiếm một cái ngã tư nào đó để mình vòng ngược lại nha mọi người, mà mình sẽ quay được cận cảnh và chi tiết hơn hướng tòa nhà AFC nhìn từ hướng cầu Khánh Hội để chia sẻ đến những hình ảnh đến cô chú anh chị và các bạn. Bên tay phải mình là cảng Sài Gòn. Đây là quận 4 Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, phía trước còn một cái thủy đài rất là lớn luôn. Ở đây thì cấm xe quay đầu từ 6 giờ cho tới 22 giờ.
cái hướng này thì cô chú anh chị và các bạn có thể một lần nữa nhìn thấy được cái cận cảnh tòa nhà IFC One, tòa nhà IFC, tòa nhà Sài Gòn One Tower ngày xưa, và phía xa xa phía sau là tòa nhà Vitexco 68 tầng. Mình sẽ quẹo lên trên cầu Khánh Hội. Bảo tàng Hồ Chí Minh. Một đoạn video ngắn chia sẻ về khu vực cầu Khánh Hội cũng như là tòa nhà IFC Sài Gòn One Tower xin được kết thúc. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2022, chia sẻ những hình ảnh cập nhật về tòa nhà IFC Sài Gòn One Tower của mình xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những video clip tiếp theo. Nếu yêu thích kênh Mây Lang Thang thì để lại cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để cho Mây Lang Thang có cơ hội được phát triển hơn nữa, cũng như là cô chú anh chị và các bạn muốn mình cập nhật cái khu vực nào ở Sài Gòn thì comment ở phần bình luận, mình sẽ dẫn cô chú anh chị và các bạn đi lang thang khắp Sài Gòn. Xin chào.